Chào bạn, vậy là dịp Tết Nguyên Đán đã đến rất gần rồi và đây cũng là dịp rất lý tưởng để các bạn có thể mua sắm những chiếc điện thoại để làm mới bản thân cũng như là sửa chữa những chiếc điện thoại của mình đang hỏng để cùng nhau đón một cái Tết đầm ấm bên gia đình. Và nhân dịp lễ trọng đại này thì bên cạnh những việc giảm giá kịch sàn những sản phẩm điện thoại của mình thì Macmobile cũng đem đến cho chúng ta những cái chương trình, những cái phần quà ý nghĩa khi các bạn đến mua sắm sản phẩm cũng như là sửa chữa điện thoại. Chi tiết chương trình như sau. Kể từ ngày mùng 5 đến hết ngày 13 tháng 2 khi quý khách đến với Macmobile thực hiện mua sắm hoặc là sửa chữa điện thoại thì sẽ được tặng miễn phí 10 phong bao lì xì rất đẹp mắt. Ngoài ra thì khi mua iPhone các bạn sẽ được tặng miễn phí một lốc Coca hoặc là Pepsi để về có thể chung vui với bạn bè người thân. Ngoài ra như các bạn đã biết thì kể từ ngày mùng 1 tháng 2 vừa qua thì Macmobile cũng đã tiến hành nâng cấp gói bảo hành của mình cho phép chúng ta có thể là an tâm hơn nữa trong quá trình sử dụng. Theo đó, khi mua bất kỳ sản phẩm iPhone nào tại Macmobile, các bạn sẽ được tặng mặc định là 12 tháng bảo hành cả nguồn và màn hình. Vốn trước đây các bạn sẽ phải bỏ ra một số tiền để có thể mua bảo hành vàng thì mới được bảo hành như vậy. Ngoài ra, với chỉ số tiền chỉ vào khoảng 200.000 đồng nữa là các bạn có thể được bảo hành lên tới là 18 tháng, một đổi một với tất cả các lỗi do nhà sản xuất. Từ đó thì đem đến cho chúng ta những cái trải nghiệm tuyệt vời nhất cũng như là sự an tâm nhất của bạn. Và trên đây mình đã gửi đến các bạn một thông tin rất hot về chương trình bảo hành mới cũng như chương trình khuyến mại hấp dẫn của Macmobile nhân dịp Tết đến xuân về. Hãy đến ngay Macmobile để mua sắm những sản phẩm điện thoại có mức giá hấp dẫn nhất cùng với chế độ bảo hành tốt nhất và nhận về mình những phần quà cực kỳ ý nghĩa đi nào.